bạn thường thức dậy lúc 3 đến 5 giờ sáng. Rất có thể một đấng quyền năng đang cố đánh thức bạn. Rất nhiều người thường thức dậy hàng đêm ở cùng một thời điểm mà không chú ý nhiều đến điều đó. Nhưng bạn có biết rằng đây có thể là cách cơ thể của bạn hay một quyền năng nào đó của tự nhiên đang tìm cách để liên hệ với bạn hay không? Y học cổ truyền Trung Hoa sử dụng khái niệm các kinh mạch trên cơ thể để châm cứu và bấm huyệt. Những kinh mạch này được kết nối với đồng hồ sinh học của chúng ta. Mà theo y học cổ đại Trung Hoa, chúng sẽ có tác dụng lên các bộ phận khác nhau của cơ thể. Vì vậy, thì thuộc vào thời điểm bạn thức dậy vào ban đêm, cơ thể bạn có thể đang trải qua những trải nghiệm, những cảm giác nhất định và đang tìm cách trao đổi một số thông tin về thể chất và tinh thần đối với bạn. 1. Bạn bị tỉnh giấc lúc nửa đêm, hãy quan tâm đến bản thân mình hơn. Đó có thể là dấu hiệu quan trọng. Người xưa cũng đã tin rằng giấc ngủ là thời điểm chúng ta nhận được thông điệp từ một quyền năng cao hơn, và những thông điệp này có thể tiết lộ chi tiết về cuộc hành trình tâm linh của chúng ta. 2. Nếu bạn khó đi vào giấc ngủ từ 9 đến 11 giờ đêm, có thể đó là một dấu hiệu của sự căng thẳng. Đây thường là giờ đi ngủ thông thường của hầu hết mọi người. Nếu bạn gặp khó khăn khi đi ngủ trong khung giờ này, đấy có thể là dấu hiệu cho rằng bạn đang có quá nhiều lo lắng và căng thẳng. Thiền định là gợi ý hữu ích có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. 3. Tỉnh giấc trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng có nghĩa là bạn đang có cảm xúc thất vọng. Y học cổ đại Trung Hoa cho biết đây là thời điểm túi mật đang hoạt động mạnh. Thức dậy vào những giờ này có thể là sự biểu hiện thất vọng về tình cảm. Vì vậy, hãy niệm những câu thần chú tích cực như mình sẽ ổn thôi, mình sẽ thật hạnh phúc. Đồng thời, hãy tự chấp nhận sự thực và tha thứ, buông bỏ. Điều đó chắc chắn sẽ có tác dụng tốt với bạn. 4. Thức dậy từ 1 đến 3 giờ sáng có thể dấu hiệu của sự tức giận. Đây là thời điểm mà gan hoạt động mạnh. Thức dậy vào thời điểm này được cho là có liên quan đến sự tức giận và năng lượng dương quá cường thịnh. Để có được một giấc ngủ yên bình, hãy thử uống nước mát và thiền định. 5. Thức dậy từ 3 đến 5 giờ sáng có nghĩa là một quyền năng cao hơn đang tiếp cận bạn. Khung thời gian này liên quan đến phổi cũng như những cảm xúc buồn. Đồng thời, nếu bạn thức dậy vào khoảng thời gian này, nó có thể là một dấu hiệu cho thấy một quyền năng cao hơn đang cảnh báo, hướng dẫn bạn hướng tới một mục tiêu cao hơn trong cuộc sống. Như thức tỉnh tâm linh và bắt đầu tìm kiếm các phương pháp tu luyện, thiền định, vân vân. Bởi vẫn luôn có những lời răn dạy từ xa xưa, con người sống là để tu luyện lên các tầng thứ cao hơn, chứ không chỉ đơn giản là để sống vui vẻ và hạnh phúc. Để trở lại giấc ngủ, hãy thử tập thở và tĩnh tâm. Cơ thể con người thực sự vẫn luôn là một điều bí ẩn. Nếu chúng ta học cách quan sát và lắng nghe những gì nó đang cố gắng nói với chúng ta có thể cải thiện cả khía cạnh về thể chất và tinh thần ở trong cuộc sống của mình. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Nếu bạn muốn có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, hãy đăng ký kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video.